hôm nay Tám là làm đóng vai ác, Tám sẽ chọc cho mấy đứa nó khóc. Chọc cho mấy đứa nó khóc. Ủa, anh chọc cho mấy đứa nó cười. Chứ bây giờ nó khóc quá mà không ai chọc nó cười, nó khóc hoài tội nó. Mình nói chọc cho tụi nó cười chứ. Thì tới rồi kìa. Trời ơi, đứng tới số 11 mà ở đây đứng tới số 5 đợi. Sao vậy bà bị gì chị Di? Ủa vụ gì? Có nghĩa là nhiều lúc mà mình lên bay á, nó cân cái này, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Tí rồi. Bình, à hiểu rồi, hiểu rồi. Đang ngồi sân bay cũng có người nhắn tin gửi từ thiện tiếp nè. Chị Yến Thu á, ở gần nhà Tám gửi 200, gửi thêm 200 vào quỹ. Cảm ơn Yến Thu rất là nhiều nha. Rồi bây giờ chị Khanh, Heidi với lại Chi Di đang check in. Còn nguyên nhóm ở đây 4 người. Chiếc Nhi đang đứng vòng tay ngắm cô Khanh. Ta đưa người đi, đường về tình chia hai lối, nỗi tiếc nhớ không nguôi. Ta từ đêm ấy đêm cuối rồi xa mãi, biết đến nào, biết cái gì quên này, biết đến nào da 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 da, trở tình quên lại, tìm nhau trong cõi mơ, hồn nghe xa vắng ngay ca khúc hát mong chờ. Chọc cho mấy đứa nó khóc, chọc cho mấy đứa nó khóc. Dạ. Mà chị Di bà bị giống như là không có cân hành. Ủa chị Di không có cân hành lý hả em? Không cân hả? Rồi không cân hàng chi giờ bị lấy ra kìa. Nó ngồi bà lấy ra với thằng Trung kìa. Bởi vì ra sân bay mà mình không cân hành lý trước có mệt lắm. Bây giờ sắp xếp lại. Dư nhiều không? 2-3 kg. Trời trời ơi. Trời ba. Gì kỳ vậy? Trời đất ơi. Như chị không có cân thì sao? Đúng rồi ba, hình như không có cân mới nhét vô. Trời ơi, mất công quá hả? Sao lại chịu đưa cho rồi bà Tám là không bao giờ thích cái vụ mà ra sân bay mà dư cân, cho nên nhiều lúc phải cân trước, hoặc là mình thấy nhẹ quá thì mình cần cân, là nặng nặng thì mình phải cân. Ví dụ cân, ví dụ cho 50 pound đúng không, mình cân khoảng 40 mấy pound là được rồi. Không, cân đúng 50 chứ. Không, nhiều lúc vô đây nó lố mất công lấy ra. Thì cân là 49 pound thì không có cân 50, tại nhiều cái lúc cái cân nó đâu, mình đâu biết nó đúng không. Nhưng mà cứ cân đúng 50 đi sao. Không, mình chắc ăn mình cân 49 thôi. Nói chung là có một chút xíu người ta cũng vui cho mình thôi, chứ cũng không phải là người ta quá khó về cái vấn đề đó. Đây, cái đồ mà bị chi gì bà phải lấy ra khỏi vali để mà cho nó đủ ký nè. Đưa đây em coi coi cái gì vậy? Cái gì chị? Trời ơi, cà phê, u cha chu cha nặng chịch luôn, muối, u trâu trâu trà, muối, còn này cái gì, trời muối mấy hộp hủ luôn, còn này cái gì, kẹo me, trời ơi cà phê 3 bịch luôn, muối 3-4 hũ luôn, trời ơi không nặng cũng lạ, không nặng cũng lạ, nè, đó, để coi coi, ui ui ui. Cà phê gì đâu có biết. Cà phê không có thấy, chứ không có thấy nhãn. Không có thấy nhãn. À, chắc của nhà cho. Ông nội ơi, có bả kìa. Cho bả xách tay được không? Bỏ vô cái xách tay cho bả xách. Anh Minh nhí. Nhớ em không vậy? Ủa em gì anh nói chuyện? Nhí là nhỏ tuổi thôi, Nhí là bao nhiêu? Mình, anh Minh Nhí lớn tuổi à? Bao nhiêu? Chắc là tuổi anh mà. Đi đâu vậy? Sướng gì? Bỏ vô đi chị Khanh. Sô xanh đó. Ồ. Cửa vàng hay gì đó. Như là cuối hôm nay. Em ba. Trên nơi. Ủa em đi gì đây hả?
em đây. Qua kia chụp trước đi. Em ở đó cho hai đứa này. Hai và hai và bốn năm sáu bảy tám chín mười. Tay nhớ mười nổi tiếng đã vô được. Đi lên ăn, đi lên chân ăn, đi lên ăn, đi. Khoan để tôi cấp cái này. Ăn là một lần đi vô mấy bài ôm. Mày em nói hôm nay em cầm camera đứa nào khóc em dí vào hai con mắt của đứa đó. Của em đâu? Dí vô. Đó, đó, đó sao nói mẹ? Chỉ cắt không? Chỉ canh 3L. Không anh cầm bát bò chi si. Làm tưởng là không, làm tưởng mất. Hết hồn hết dí. Ôi chỉ khanh hay là chỉ khanh. Đi kìa, đi. Khổ nhập nhé. Không hiến. Người ta nói mày xì tay hơi bị lạ đó chứ. Xì tay kiểu gì vậy trời, người gì? Người gần người gú. Gần người gú hả? Ta. Nói dạo này sao gì mà gái với gái vậy đó. Ờ cái gì á, xì tay rồi. Mặc cái gì lạ luôn. Cắt đi đâu mà sắt cắn. Mới gỡ cái tiền thấy bà ấy hồi trộm té ta lội. Cửa nó mở té rồi. Làm bán cuốn. Rồi làm bán cái đây mà chưa dám bán cuốn. Còn làm cái gì mang về cho ta rồi. À chị Di, mà đi đâu? Tôi đi về. Về đâu? Về ở bển á. Về với má hả? Đem tiền về cho mẹ. Đem tiền về cho mẹ. Đừng đem ưu phiền về cho mẹ. Đi từ thiện hết tiền, lấy đâu tiền đem về. Rồi, đây là mình nhờ. Giờ hôm nay là có đồng bọn. Ngày xưa có cái nick là Diamond Ruby, bây giờ thì lấy tên là Juanito Nguyễn. Thì bạn ấy có cái nhà ở trong sân bay, ở trên lầu 3. Ừ. Đó, mà bên nước ngoài mình vào được luôn chứ không phải là không cần phải vô trong. Không cần phải vô trong, đúng rồi. Đi lầu 3 đi lên chơi nước ngoài. Tên tên lên là Trời ơi, Diamond. Trụ lâu quá mới gặp ha. Em ấy nói hôm nay là mua gà ta để mà đãi của mình đó. Để em kêu bếp làm. Ừ, ok em, cảm ơn em. Food House. Tên là Food House Sài Gòn Restaurant. 247 là mở 24/7 luôn. Ờ. Menu là có phở gà, bún măng gà, bún bò Huế, bò kho bánh mì. Quá trời món luôn ha. Quá trời món luôn. Nên là các bạn nào mà về lúc mà đi á, thì có thể mà người nhà mình đi theo chờ á, thì không phải đi vô bên trong, cứ lên lầu 3, đi từ ngoài lên là sẽ gặp cái nhà hàng này. Nó gọi là food court đó các bạn, food court ở của sân bay, không phải vô vào bên trong nha. Ở ngoài cũng vô được nè, quá trời luôn. Đừng khóc nữa, trời ơi, chưa đi mà. Làm gì nữa khóc bà. Trời ơi, Bảo Trân hồi nãy bà chưa tới sân bay là nó đã khóc rồi. Em lấy cái bắt ký này em đeo đi. Trời ơi. Có thiệt hả? Có, tôi có quay đàng hoàng. Bà vô YouTube tôi bà coi là bà thấy liền. Rồi, tôi sẽ canh cái YouTube của bà ra rồi tôi coi. Tôi chung kiến cái cảnh đó. Tại vì là đi xa riêng. Đúng rồi. Bởi vì không có gì thoát được với lại cái YouTube của bà đám năm nay. Chung nó đang khóc kìa. Không, đang mồi cho hai đứa. Mày đừng có khóc quá. Có một đứa nữa kìa. Tôi định con đứa nữa kìa. Tôi định nói ủa bà còn ở lại mà mắc mới hai đứa này nó khóc thì tôi nhớ là chị Khanh nha. Nha.
không có được khóc nha. Lông mi của chị hôm nay không có. Mày đi ra cho con giao tí đô nó ngồi. Ủa là tôi ngồi đâu? Mày ngồi bên Nguyễn Thảo kìa. Ủa? Chơi tết cây. Này là bạn, bạn, bạn của bên này là bên đàn 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 heo con dê con gì đó. Nghe hả? Ừ. Bữa họp mặt đầm bọn má dễ thương. La không xong mấy. Nó dễ thương quá trời. Để coi coi 2 4. Hôm nay là 2 4 6 8. Em lộn với lại Hà Bi nè. 10 12. Vậy là giống dữ chưa? 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hôm nay mình 12 người. Có gì ăn ý quên con kiếm sao phạm 13. Mày, ba kia tao muốn ngồi với Thảo một chút. Không, đi, đổi. Thảo ơi. Qua đây Thảo. Chị Khanh có hai cánh tay sao ôm hết cả bầu trời vậy anh? Mày có chọc nó quay cái răng này. Mày về mày xử đẹp nó cái đâu ấy. Chút chút anh về em xử. Chỗ quán của quán ta mấy má vô ủng hộ. Mấy má ngồi khóc hù hù. À, nước hả? Cho anh Em có chạy xuống không? Mấy phòng, 3 phòng gì đó. Đúng không? Mấy phòng, 3 phòng. 3 phòng. Tại phòng tôi lạnh quá chị Khanh chứ đâu có ngủ với tôi mà. Phòng chị Khanh lắm quá tôi đâu ngủ được. Cho nên nước suối. Cảm ơn em. Suối. Suối. Mày mấy điểu mày ơi. Cá sĩ mà. Mới nhận được tin nhắn của cha. Cha Vinh ở Công Tâm nhắn tin là hát chuông đã hoàn thành. Ồ, mừng quá. Cái chuông chuông hát. Hát chuông đã hoàn thành nè, cha Vinh nhắn nè. Cha Vinh ở Công Tâm nè. Đang lốt cái video gì cha gửi đang tải gì của bên kia nè con đây này chuyện chuyện đi từ từ người ta bấm qua hát chuông đã hoàn thành nè thấy không nhìn thấy hình nè hình cá chịch nè zoom lên đó ô bờ quá đẹp quá đẹp quá chuông dưới đó các bạn đã xem cái video cha Vinh gửi cho Vinh ở Công Tâm nè lúc trước á là tám có xin tiền xây cái tháp chuông cho cha có một vài thân nhân giúp cho cha cái tháp chuông bây giờ đã hoàn thành xin cảm ơn cha rất là nhiều và xin cảm ơn những ân nhân đã ủng hộ cái tháp chuông cho cha. Giờ mình xin mời các bạn ăn cơm gà. Nói gì nhẹ nhàng vậy? Đầu tiên tôi nghe là đông quá đó. Tôi phải nói nhẹ nhẹ cho chị Khanh, chị đang nhìn tôi say đắm lắm. Tôi nói mạnh là sợ chị Khanh chị giật mình. Chị rất là mỏng manh. Lén mà cho nó ăn đi. Ăn không hả? Đợi xíu ha. Đợi nó muốn gì. Nằm giấu trước. Trời ơi, tại vì chảy nước miếng rồi. 12:45 là bay đúng không? Bây giờ là 12:45 anh. Mười, mười, sủa, chắc delay, chắc delay. Không chỉ coi trong cái vé gì đây em coi. Bây giờ mới có 10:40 thôi, cho nên là còn thời gian rất là lâu. Lâu 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 lâu. Đâu coi cái boarding cho mày là biết nè. Hồi nãy tao đã tính lỗi với máy bay rồi, tao nhìn mặt mày không có một chút lưu luyến sao tao đi về luôn. Come on. Nhưng mà kỳ này nếu mà 12:40 là nó trễ à. Vậy là bay trễ rồi. Delay rồi. Delay tí. Nhưng mà nếu vậy thì mình đến nơi mình không phải chờ lâu. Ừ. Đúng rồi, tới là đi vô máy bay kia bay luôn. Đúng rồi. Nhưng mà mình đi kịp không? Kịp. Kịp. Không kịp thì nếu mà không kịp là chị lấy máy bay chị bay về Việt Nam cho em. Kịp kịp. Xong rồi em sẽ mua một cái vé máy bay cho chị đi về chung với em. Trời ơi. Ê bà. Cái chân hôm qua vui lành đó. Tại vì hôm qua tôi nhắn tin mày làm mất cái quyền khảo ta là tao quýnh à, mất đâu không mất cái chị bỏ tay rồi khi nào em thích anh làm anh mới được quyền cơ thì có nghĩa là nó chưa có lạnh cho nên là nè, chưa có lạnh gửi cho bà chắc bà có đọc này của bà đây bà có check ấy đâu cái gì text
Có thì biết là bà không về được rồi nhưng mà cũng có biết cái thiệp mời cho để cho ta biết. Thì có thiệp mời đi đâu vậy? Đi về. Đó hoa mong manh đi cái phần đi đâu vậy? Mà bà không có về được nên là cũng làm cho bà cái thiệp mời. Rồi xong rồi em nói chị đó thôi giờ đợi mình đợi bà về rồi mình đi bên đi bên hàng 2 tháng 4 luôn. Ok. Đó rồi ảnh cũng làm cho em cái riêng nữa. Tôi mới nhắn là ảnh mới nói là anh hai bà thơ bà có về anh đi chơi nha. Ảnh chưa có làm hẳn đâu. Thì đó anh nói tôi nói là chừng nào ảnh thành thạo rồi ảnh mới được đi chơi. Nè, cảm ơn em nhưng chưng chưa làm hẳn, chúc mừng em nha. Nó chưa làm hẳn. Anh Quang cũng nhận anh Quang cũng ngoan quá ha. Anh biết nghe lời vợ quá ha. Không, tôi nghi là bữa giờ mà đi anh cũng đi quá trời xong rồi tự nhiên cái chân nó có lạnh giờ sợ quá. Chết rồi, lúc nào. Kiểu này là phải gọi điện thoại về. Tôi nghĩ là từ lúc mà đi chắc anh la mới được. La là chân đi quá chân nông lành. Giờ nó mới không dám đi. 4 phần nữa em ơi. Xin mời chị Di, xin mời chị Khanh, xin mời Hai Đi, chị Thơ, mời Tuyết Nhi, xin mời Nguyễn Thảo, xin mời Thảo Vy, xin mời em đi đâu, xin mời em đi, xin mời. Tới giờ. Đây, đã ăn cái ăn đâu. Chờ ông chủ ra mới dám ăn. Thì tôi nói là phải để mình ủng hộ. Mà tay mình nói là lâu lâu mình về. Đúng rồi. Để mình ủng hộ chứ. Chúng em cảm ơn Phúc Sang. Lúc đó nó cái em để cái nó lên ngon cô trên giường nó luôn em mới dậy á. Em để alarm 8 giờ thấy chưa. Em nói chị mà không gọi bả là bả trễ rồi. Em nhắc chị gọi á để alarm nó kêu chắc tôi để 8 giờ như em á. Chị bảo là phải không dám lắm đúng rồi thấy không 8 giờ tối em bên này nè em để 8 giờ tối muốn bảo chân bên đây nè ổn à hả. Hả? Ở trong phòng Minh Kiến Ninh Ninh là 7 phút rồi. Không, tôi dậy mấy chậm rồi. Lúc mà mày nhắc tao tao mới gọi cho Phi Phi á. Tôi dậy mấy chậm rồi, tôi dậy từ mấy sáng rồi. Còn một cái nữa. Ngủ lại. Cho nướng nó khúc cuối. Ăn con. Ăn con. Xin mời Hạ Vy. Chị Khanh á, người ta ăn cơm gà chứ ăn bánh mì không. Bà Phi Phi nè. Bà lấy gà của bà Tám bà ăn nè. Tôi chưa có ăn miếng luôn á. Đó nè, chưa ăn miếng nè. Nãy giờ tôi lo gặm chân gà. Tôi chưa ăn, tôi mới ăn miếng gà bà chị Billy. Bà chị gì bà lấy hết trơn của bà Tám. Bà sợ luôn rồi. Tôi nghe bà chị bà ăn hết nửa cái cục cơm luôn rồi. Rồi bà ăn hết cái thịt gà luôn. Bà lấy bên thì bà Tám. Tại vì là tôi ăn hết gà mà nó còn cơm. Tôi phải lấy gà của bà để ăn cho nó. Nè, lấy thêm gà ăn cho hết luôn đi. Đâu. Trời ơi, chị đi rồi cũng có ai canh bả đâu gì. Cũng canh tới như đây cũng chị đi rồi cũng ai canh mã đâu. Ăn hết đi. Chị Di giỏi ghê luôn. Ăn hết thịt gà của bà Tám. Giỏi với sợ. Đưa qua hết cho bà ăn. Tại vì chị Di rất là thích ăn gà. Ngon. Gà ta. Gà ta hả? Gà ta nó mới thích chứ không. Gà công nghiệp thì tôi không thích. À đúng rồi. Chị Di chỉ thích ăn gà ta. Gà công nghiệp thì không thích. Cho nên nay bà ăn giỏi ghê luôn á. Còn bên này là của bà nè. Đó, chân gà của bà Tám. Cơm Tám còn nguyên. Hạ Vy hết. Hai Đì hết. Tuyết Nhi hết. Nguyễn Hảo hết. Chị Khanh ổn mì chưa còn. Giang Tí Đô hết. Mày hết là ngon quá nè. Rồi Đức hết. Bảo Trân hết. Hôm nay nãy em có xe cơm mua cho em biết. Lên từ bên vlog hả? Để em chỉnh trang lại. Muộn rồi, muộn rồi. Nãy giờ quay quá rồi. Muộn rồi. Giả bộ thôi, tôi có nãy giờ chuẩn bị rồi. Đâu cô quay cơ dĩa cơm gà mà tự nhiên nó dính con vô cô đâu có biết đâu. Nhưng mà con thấy cam tưới là cam tự rồi. Nhưng mà rất là đẹp, dễ thương. Cứ lo. Food House. Oh my god. Rất là tốt. Vô nét buồn đi. 1, 2, 3 buồn nha. 1, 2, 3 Để anh lấy beat nhạc cái. Cái beat gì mà
để dạ, chung nó mở mình mới mình bắt đầu mình buồn nha. Còn mà để bà Tám khóc trước. Để bà Tám khóc đi bà Tám. Ôi ba gì để ghê. Cái thái cái ba gì đó. Trời ơi nó quay tôi khách kỳ à. Anh vô một cái nét nhạc là rớt cái mắt liền nha. 1 2 action. 1 2 3 action. Không nghe được gì luôn. Không tại điện thoại 15 bị mất rồi còn cái này đó. Thôi giờ thôi. Thôi không có nhạc nữa ta hát cho. Miền Tây em. Anh đã đi rồi. Ê lộn. Về miền Tây Khanh đã đi rồi. Hát. Lòng mẹ thơ thiết dòng suối hiền. Mày hát ngon khóc mà tao khóc. Lời ru em ơi. Dạ, con nhận được rồi. Vậy nó mới cười chứ nó khóc quả nhiếp đầu bà ơi. Vậy thôi chứ chọc cho nó cười chơi vậy mà. Ui khóc từ sáng giờ rồi đúng rồi. Khóc sáng giờ nó nhức đầu nó nói tôi mà. Nó nói con nhức đầu quá. Giờ con phải chọc cho con cười không được khóc. Đi buồn quá, sắp xa chi rồi, buồn quá. Đẹp bà. Mỗi này sao không khóc. Trời ơi, nó thấy mình khóc mà nó không khóc theo. Giang cái đô nè. Mà nó cười nữa. Nó không cười nữa. Họ đang tính luôn chị em rồi. Ok. Giỡn rồi nha, cho không khí bớt buồn bã. Đừng có nói Tám vô duyên. Đừng nói Tám người ta chia tay, người ta khóc, người ta cười. Đừng nói vậy nha. Thiệt ra là nó như vậy đó. Ở đây thì bà không ai nói bà vô duyên. Tôi thấy cái bà bên kia, bà kia cứ liếc qua bà hoài đó. Vậy hả? Bà la lên bà nói, bà kia cứ liếc. Bà thấy tôi giống như là thúi hiếm. Bà lối đi vô đây nào. Lối đi vô là đây rồi. Thôi có lối đi vô làm kia kìa. Chị đi ra ngoài xong rồi chị lên taxi chị đi. Rồi chị đi vô đó. Bà đẹp anh Dương có nói gì không hiểu, có nói gì. Chị đó lối đi về về Mỹ của chị Khanh là đi ra ngoài xong rồi quắt taxi đi về. Mà đi qua Mỹ á. Ba con là đàn dê hay đàn heo? Đàn dê. Đàn dê hả? Ồ, đàn dê con. À, dê chứ không phải heo hả? Có heo không? Có đi heo, sống đều ai dê luôn. Thơ có đàn chó không? Heo biến đàn dê. Ở đây không có đàn chó luôn á. Có mà. Cô không có đàn chó không? Có buồn ghê luôn hả? Nè, nguyên con chó đàn dê nè. Đây là đàn dê mà không có đàn chó đâu. Cô có một con chó bạch dê là này à. Chó mặt sợ. Mà con chó bạch dê này nó cắn mấy chục con chó bình thường. Ủa vậy là bên kia là chó con hay là có một người khóc rồi. Ý mình mèo với chó la nhau. Nửa chó nửa mèo. Đúng rồi. Nửa chó nửa mèo. Rồi ôi động vật hiếm thú. Hiếm thú nữa. Chị Khanh chúc em xỉu cho em 500 nha. Tao cho mày. Chị Khanh hết tiền rồi. Sống chưa em? Sống hết rồi. Ôi gì hả? Cảm ơn anh đặc biệt là gì ta? Hoàng hả? Ờ. Cảm ơn Hoàng nhiều nha em. Đồng bọn về Việt Nam mà trước khi mà đi vô bên trong á, lên đầu ba tới nhà hàng Food House của đồng bọn của bà Bảy và Tám. Tên trên Facebook là Juanido Nguyễn. Đó. Juanido Nguyễn. Là chữ J đó bà. Là đọc chữ J là mới là Juanido đó. Juanido. Số tên gì lạ vậy em? Tên nó có ai? Tên Tây Ban Nha ấy. Juanido. Chứ mà là Juanido. Juanido. Food House.
quán đồ ăn rất là ngon, nước uống cũng rất là tuyệt vời. Bà thấy tôi phúc hậu không? À, phúc hậu không? Rất là phúc hậu. Nên tại đi từ thiện, đi làm từ thiện nên phải nhìn phúc hậu. Đúng rồi. Người nào mà ốm là không có đúng, sai sai. Thường thường những người đi làm từ thiện người ta hay mập lắm. Dài bữa bà chưa ghi bà mập bây giờ. Bà trừ tôi á. Thiệt. Bà Tám, tại vì bà Tám đi làm từ thiện nên bà Tám mới mập ra, nhìn nó mới phúc hậu. Chứ nhìn đi từ thiện mà mặt không phúc hậu kỳ. Cho nên là bắt buộc phải ăn cho nhiều vô để mập. Nhìn tôi, nó tôi thì tôi không thấy là tôi mập ra gì phúc hậu, nhưng mà tôi thấy tôi người này tôi làm từ thiện thì tôi có đẹp ra. Ờ, nhưng mà không biết sao bà làm từ thiện mà bà lại mập ra. Tại tôi đẹp không nổi thì tôi phải mập thôi. Nói chung là nó bà chị Si bắt gốc kìa các bạn. Không, lông mi nó rớt nè. Sao nó rớt hoài vậy? Thì bởi vậy cái lông mi mà tôi đang xài nó không có tốt, cho nên sắp sửa tôi sẽ làm đại diện đại sứ thương hiệu. Đại sứ thương hiệu cho một cái lông mi khác, cái lông mi nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà bà làm đại sứ thì nó không tốt. Bà làm đại sứ thương hiệu bà phải cho tôi gắn. Tại vì tôi không bao giờ đeo lông mi giả, mà bây giờ tôi lấy cái đó đeo lên là cái lông mi đó mới đắt. Rồi, khi nào lông mi nó về tôi đem qua tôi gắn cho bà. Đúng rồi, phải gắn cho tôi mà con mắt tôi phải đẹp là lông mi ở đó sẽ bắt đắt. Còn nếu mà gắn vô lông mi cái mắt tôi xấu là coi như là bắt đắt luôn. Tại vì chị Di quảng cáo rất là hay. Ai mà mướn chị Di làm gương mặt đại diện là bảo đảm sẽ đắt hàng. Đó, nên là... nhưng mà tao như với điều kiện là hàng nó phải tốt thì chúng ta đại diện cho tôi, cho nên là tại sao mà nếu bán được là tại vì do của mặt hàng chứ không phải là do tôi chỉ là người quảng bá cho nó biết nhiều hơn thôi. Đúng rồi, chứ đồ hàng nó phải tốt, chứ còn không tốt là không bán không quảng cáo đúng không, không làm gương mặt đại diện đúng không anh đô ôm nhau hả. Nó khóc kìa, chung nó khóc kìa. Thảo, thôi chị đi nha. Có gì thì chị đi lạc ha. Đó nha. Thôi em đi khỏe không? Thôi dùm Thảo nha. Đi dùm sức khỏe. Mình khỏe là được rồi. Bye em nha. Gần, gần, gần. Chị Cân ơi, chị Cân ơi, chị Cân. Bye Cân. Bye bye, nhà đi đâu nha. Vậy nó mới cười á bà. Ấy quên. Thanh ơi, cái này là chôm chôm để tí nữa. Vài bữa gặp lại mà buồn gì. Thôi cầm đi về ăn đỡ đi. Thôi đi ăn đi. Gì kiện tư quý kìa. Tư quý kìa. Ủa? Con, giờ con mới tới hả? Mèo con hay heo con hay dê con hay bé con? Con bò. Con bò, con bò hết. Giờ là con là bây giờ. Con bọc mỏng mỏng cầm. Giờ nó mới tới. Mỏng cầm là heo con. À, heo hay là mèo hay chó? Heo mèo chó luôn hả? Đó là heo mèo chó. Heo mèo chó. Nhật không hả? Ừ. Heo hay mèo hay chó hay gì? Hả? Heo mèo chó gì? Đó là đồng bọn ngay từ đầu. À đúng rồi, đồng bọn heo mèo chó dê luôn. Đó có heo gì con gì đâu. Lúc đó là đồng bọn. Đấy, đồng bọn từ từ. Đi nha, cô đi nha, cô đi nha. Bye bye. Em cầm cái cọc học đâu. Giọt nước mắt em rơi khi em nói lời chia tay. Giọt nước mắt em rơi thương vong tâm bao mong manh. Thôi nó cứ đi, cô Khanh sẽ vòng về với các con. Cô Khanh đi đây. Khanh là ma vậy.
Thôi con đến đi, đừng khóc nữa. Không, tại sao con khóc? Thôi đừng khóc nữa, ta đi đây. Thôi nín đi, đừng khóc nữa, ta đi đây. Ông Phụt ơi là ông Phụt. Rồi chị đi nha Thảo, đi đi. Còn không đi ra ngoài. Ê, đi ra ngoài chứ không mày. Đi ra ngoài bắt taxi đi. Sao vậy? Có taxi xuống tầng 1. Tại sao con khóc? Thôi nín đi, đừng khóc nữa, ta đi đây. Cảm ơn cái quà của con nha cô. Cảm ơn con nha, cảm ơn con nhiều lắm. Hai chị em về đó không? Cô cũng về nha. Ủa mà con... hồi nãy sao con vui vậy? Tại vì mới đặt. Tháng 10 gặp lại. Tháng 10, tháng 7. Đến đây. Cô nghĩ về mà. Khóc mặt bự ghê ha. Khóc tự nhiên khóc mặt nó sưng lên. Đây mấy đứa rồi cái. Bẻ miếng. Miếng bẻ. Có lên cân nữa nha. Bà vừa vãi ra bà chi dây. Bà khóc mà bà còn nói mình đừng lên cân nữa. Trước khi đi còn dặn dò mà. Là đừng có leo lên cái cân nữa mới công tuổi thân chứ không phải là đừng. Trời ơi bên kia nó ui buồn quá đi. Tư chị về nữa mà. Ở đây. Trời ơi, khóc gì đâu. Năm nào cũng gặp mà khóc cái gì. Trời ơi, khóc. Đi nha. Xin chào đàn dếp ơi. Cô đi nha. Đi nha. Đi chưa con. Ủa, mình đi xuống không mà. À, mình đi xuống. Mẹ dành. Thôi hôm nay khóc mà kẻ eyeliner chưa đều nha. Một bên cao, một bên thấp. Đi xin đi tô không cô? Đó là cô chứ biết. Cô biết giờ chứ biết chuyện tình như vậy á. Gì chứ? Gì chứ? Đặt phim là công nhân. Bye bye. Ông chân. Sao bà không khóc vậy bà chị Di? Còn xuống hả? Sao bà không khóc vậy? Tôi phải mạnh mẽ chứ. Trời ơi, chị vừa rồi tôi đi tôi cũng khóc. Có khóc đó nha. Có bà không khóc mà bà kỳ quá à. Tôi phải mạnh mẽ chứ, giờ tôi nó khóc rồi tôi mà không khóc. Trời tôi ơi, khóc bà cũng phải khóc theo chút cho nó tình cảm. Tôi nghe bà nói là tôi hết biết khóc rồi. Thank you.
Cái đó là lời nói thôi chứ không ai làm chứng hết trơn. Tôi đợi bà đi rồi tôi mới khóc. Bà sẽ thấy trên TikTok của mấy đứa nhỏ. Chi Di được thượng lộ Bình An nha, lo cho chị Khanh giùm tôi nha bà. Rồi. Chị Khanh chị rất là yếu lắm á. Đúng rồi. Bà để ý chị nha, bà đừng có bỏ rơi chị nha. Bà nói là cái trên lúc mà chị đi á, chị bị ói. Đúng rồi. Tôi đang sợ đây là gió lên tôi. Chị ói đó. Để ý chị nha, chị rất là yếu. Đi với tôi khỏi phải lo rồi. Ừ. Anh về nha. Ngoại về nha con. Ngoại về nha con. Chó lai mèo. Thì này ôm này, này ôm chị. Nhìn hai tướng giống giống nhau không đó? Giống giống. Đó thấy không đó. Sàng xê cũng giống nhau. Có làm bể gì? Giỏi lắm á. Nên mình sao mà bà biết bằng tiếng Anh vậy không? Con làm market sao cho bà này có đổi thêm tí nữa đi. Market cho tiếng Việt web, còn cái này không phải làm để nổi tiếng hơn là social media. Là bà không chịu social và nó không tao muốn nổi tiếng. Tao không có ham mê danh vọng nên không cần. Ủa bà không nổi tiếng thì sao? Người ta theo bà giỏi bà được nên bà phải nổi tiếng đi thì view với subscribe thôi được rồi, đâu có cần view đó đủ rồi. Em nói em làm, tại bà nói đừng làm gì đó, đừng làm gì. Làm gì? Chưa đi hát cũng không đi hát, không đi hát đâu. Đang yên, đang lành. Đang yên, đang lành, nổi tiếng chi bà? Cho nó mệt. Cái tiếng nó đi chung với cái tai, tai tiếng. Cho nên thôi, nhiều đã đủ hả chị Khanh? Ăn thua là bà dùng cái tiếng để mình làm cái gì, mình dùng cái tiếng mình để mình lan tỏa những điều tốt đẹp. Tại vì đó cuộc đời nó có rất là nhiều điều tiêu cực, cho nên là tất nhiên là mình cũng sẽ phải mà dẹp hết những cái điều tiêu cực. Cho nên là khi ông trời hay là Chúa cho mình cái tiếng tâm thì mình dùng cái tiếng tâm đó để mình lan tỏa những điều tốt đẹp, chứ không phải là mình dùng cái tiếng tâm để là mình kiếm tiền. Hay là tất nhiên là khi mà mình được nổi tiếng thì cái tiền nó cũng sẽ đi đôi với cái tiếng của mình, nhưng mà cái đó là cái phần thưởng, mình phải nghĩ cái đó là phần thưởng trao cho mình. Còn khi mà mình có tiếng tâm là mình chỉ nghĩ là mình dùng cái tiếng tâm của mình để mà mình lan tỏa những cái điều, những cái sự yêu thương, những cái điều tốt đẹp như mình đi từ thiện đó, vậy đó. Thì còn những cái gì nó đến thì nó sẽ tự nhiên nó tới. Nhưng mà thường tôi để ý là khi mà mình làm những điều tốt đẹp thì cuộc sống mình đó lúc nào nó cũng bình an. Còn tai tiếng hay không là do mình ha, tai tiếng hay không là do mình, vì chính mình là làm cho mình tai tiếng chứ không phải là người khác làm cho mình tai tiếng. Cái đó là cái quan trọng ha. Hay, vỗ tay. Ủa ai nhập tôi vậy? Sắp lên máy bay mà ai nhập vậy trời? Ai nhập vậy? Mày nói hay quá vậy. Con có đồng ý không? Con có đồng ý không? Hai em này đều đồng ý. Mặc dù không phải là fan của tôi. Nó đâu phải fan nữa. Em rồi phải không? Nó là cháu của tôi. Cháu. Đấy, nhiều khi về tôi cũng lẫn lộn, không biết đứa nào kêu là con, đứa nào kêu là em. Đứa thì em, đứa thì con, nó lẫn lộn hết trơn hết trời à. Con bao nhiêu tuổi rồi? Nó lớn hơn con tôi có 2 tuổi. Kêu con mà đúng rồi. Thì đúng rồi, tôi kêu con bà phải kêu con chứ. Két lớn hơn mà phải không? Két lớn hơn. Rồi hai đi đã xong rồi kìa. Rồi, đi vô được rồi đó. Chị Khanh. Chị Khanh. Chị Khanh. Tao ở với mày mấy ngày là tao sợ quá rồi. Chúc chị Khanh hưởng lộ bình an. Ai da chù chù. Đừng có bị ói trên máy bay. Này đi ngủ có gì sẽ mà được nghe chị Khanh. Bà dặn dò tôi như nãy bà nói đi. Nhớ chết liền. Bà dặn dò tôi là phải take care chị Khanh sao? Nói chị Di là phải để chị Khanh có chị chết ói. Nói chừng chắc chị Khanh ói cho người em. Làm đó, làm đó, làm đó, tao là có bọc. Tới hải quan thì...
Cô bà 71 tuổi. Cô bà 71 tuổi. Cái chân của bà bị ói. Nhớ cho cô bà uống thuốc ngủ. Để cô bà ngủ để cô bà khỏi ói. Alo nha. Quánh mình vậy. Bye bye. Bye. Vậy đang lắp phim vui vẻ nha. Ai ai đi. Có gì coi YouTube nha, comment nha. Không hồn về, không hồn. Đi về. Đi về mà thấy hết bụt giận dỗi. Đi ra này nè con. Sao mày không khóc hay vậy Chung? Khóc trong lòng. Hả? Ướt nhẹt trên đây mồ hôi. Đàn ông em là đàn ông khóc. Ai mà khóc người ta đàn ông chỉ hành động thôi, cái chưa về là cần cái gì là làm đó, muốn gì thì bây giờ chỉ phải đi về Mỹ thôi chứ giờ không lại bắt chị đây hoài. Tự nhiên ta đi ra sân bay đi về khóc còn vui lắm hả gì, mừng lắm hả gì, khóc cho người ta đi về hả, người ta về mừng quá khóc hả. Khóc nữa chửi khóc nữa. Rồi thôi, mình là chương trình tiễn đưa đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tiễn đưa này và chúng ta tiếp tục hành trình của bà Tám Cam Thơ. 1, 2, 3, yeah! Bà Tám đang đi chợ Bến Thành. Coi. Chào các bạn, chị Khanh ơi, chị Khanh đang trên máy bay đi về Mỹ. Thì em đi ăn ốc. Bởi vì em Khanh không biết ăn ốc cho nên chị Khanh về Mỹ em mới dám đi ăn ốc. Nhớ đi chị, cái này con. Mà nhớ cho chị là con. Ba người trên đâu? Xíu nữa Úc Phi ra. Hẹn với Úc Phi, bữa giờ về đâu có rảnh đâu, hẹn với Úc Phi. Nên là Tám thích ăn ốc ở đây nè. Ốc ốc dừa. Ốc dừa nè, sầu bơ nè. Đó. Ốc dừa sầu bơ nè. Ốc ốc hương xào phô mai. Ốc gì con? Con thích ăn ốc gì? Con thích ăn sò huyết. Sò huyết ừ. Sò huyết sò me hay là gì? Sò me hay là chào tỏi cũng được, cái nào cũng được. Ok. Ok, bà Tám kêu 8 món. 2, 4, 6, mấy vậy thôi chứ 6 món. 6 món ăn sò huyết. Đây là món gì? Đồ ăn thịt ra nè, đồ ăn thịt ra nè. Cái này là chấm bánh mì á. Nghêu hấp xả. Nghêu hấp xả nè, chấm bánh mì ăn nè. Nghêu ngon lắm nè, ăn với con. Nghêu ngon. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Ngon không? Cô hẹp ốc hả? Ừ. Thành mấy bữa nay rồi đó. Thôi cô kiềm chế không, không có thời gian để đi. Tính là dắt, dắt cô Khanh ra đây ăn và cho cô Khanh ăn tôm. Đúng không? Nè có tôm nè. Đi ăn luôn. Ai vậy? Ai đi hả? Có ngủ được giấc nào chưa? Chị lên máy bay ngủ từ đầu tới đuôi. Rồi đã vậy. Nó buồn ngủ kinh khủng. Xuống. Mẹ em thuê cái phòng nè. Thuê cái phòng này ở trong khách sạn, ở bên trong sân bay luôn. Bao nhiêu? 135 đồng. Ừ. Trời ơi. Buồn không? Buồn chứ. Mấy buồn nhất là mấy đứa này nó không khóc vì mình. Em ôm anh nhưng mà em khóc vì người khác chứ mà em khóc vì anh. Ốc bu.
Hấp đi. Cái này món gì cô? Món sầu huyết, trà bơ. Trà me. Trà me. Món này là ốc hương. Xà bơ tỏi. Úc Phi đã tới. Bữa giờ có gì lạ không? Bữa giờ về tới giờ đâu gặp nó đâu, bữa nay mới gặp nó nè. Bận lắm tại vì... Bận quá trời bận luôn. Kiểm toán là kiểm toán 31 tháng 3 là deadline. Ăn gì Phi, kêu đi Phi. Bị sao đấy. Bị sao ha. Món gì vậy? Thịt nướng. Rồi, ăn uống ngon đi. Bây giờ ăn và nói chuyện với bà Tám ông Thơ rất là vui. Nhưng mà tại vì hai đứa này nó bận chuyện, nó đi mất tiêu, không ai quay chưa. Mốt qua Mỹ thăm bà Tám, chắc chắn luôn. Rồi, ok. Chào fan của bà Tám nha. Về bà, cẩn thận nha. Bà có gặp liền. Giờ mình về bà... Ê, xô cu. Về mình ngủ đi, đừng ngủ. Bye Phi nha. Bye thôi. Bye bye. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.